Xin chào quý vị các bạn. Các bạn ơi, các bạn có thấy sao lưng Richie có gì không? Rất đông sẽ mãi đúng không? Wow, đây chính là ấn tượng đầu tiên Richie tới Việt Nam nha. Ở Mỹ người ta cũng chạy xe máy nhưng không nhiều như Việt Nam, chỉ ít thôi. Có lẽ đây là một nét văn hóa của người Việt Nam rồi, phải không? Mà Richie cũng biết chạy xe máy, Richie cũng có xe máy luôn. Richie rất thích chạy xe máy vòng vòng chơi. Rất vui, rất hay. Tôi là Richie, tôi rất yêu Việt Nam. Richard Humphrey, 42 tuổi, người Mỹ. Sở thích du lịch, đi xe máy, ăn món ăn Việt Nam. Tính tình, vui vẻ, năng động, nhiệt tình. Lulu, Lucky, Đốm Đốm, Bò Bò, Titi, Mimi, Bibi và Richie. Hi các bạn, chắc các bạn đang thắc mắc là những anh bạn vừa rồi là ai, phải không nè? Giới thiệu với các bạn, đây là nhà của nghệ sĩ Xuân Tính. Anh ấy chính là thầy dạy làm xiếc cho những chú cún vừa rồi. Cái gì? À, dạ đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về xiếc cún. Anh Tiến ơi, xong chưa? Richie vào nha. Khoan khoan đi kì. Dạ dạ dạ. Trước khi anh vào anh cho chúng nó ăn cái này. À, đây là thức ăn cho chú cún hả? Đúng rồi. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Vì cho chúng nó ăn thì mình sẽ tạo được cái cảm giác thân thiện. Để lát nữa chúng ta sẽ điều khiển nó dễ dàng hơn. À, hiểu. Để làm là... quen với Richie hả? Đúng rồi. À, hiểu rồi. Ê, đi vào đây cho nó ăn và làm quen với nó nha. Yeah. Con này là Bi. Bi. Anh Xuân Tiến là nghệ sĩ có thâm niên trong nghề xiếc đã lâu. Tiếp cận với nghề huấn luyện cún từ một mối duyên. Đến nay tình yêu của anh dành cho những anh bạn nhỏ này đã không còn đơn thuần là mối quan hệ giữa chủ và tớ nữa. Là con Ami. Mi. Những cái tên đáng yêu được anh Tiến âu yếm gọi như một cách thể hiện sự quan tâm của anh dành cho cún. Đây là đạo cụ biểu diễn xiếc cún của anh Tiến. Những vật dụng bé bé, xinh xinh khá phù hợp với vóc dáng của những diễn viên bốn chân. Anh Tiến đang có ý định sẽ biểu diễn cho Richie xem vài trò đấy mà. Thì anh ơi, những chú cún sẽ làm trò gì anh? À, thường thường các chú cún của chúng ta khi biểu diễn Tiến hay cho các chú cún là nhảy vòng nè, chui ống nè, đi hai chân nè, rồi là học làm toán. Mà Richie thấy có 7 con ở đây, khi đi diễn thì mang tất cả con luôn hay sao? À không, khi Tiến đi diễn, yeah. Tiến chỉ mang 4 con thôi. 4 thằng thôi. Và bỏ một cái chuồng và chất lên xe máy và cái đạo cụ này chúng ta gấp lại. À, đi bằng xe máy hả? Nhưng mà Richie thấy chuồng ở đây hơi to, đi bằng cách nào, đi bằng chuồng này hay sao? Tiến sẽ bỏ 3 chú cún vào cái chuồng nhỏ này và 1 chú cún ngồi ở ngoài. À hiểu rồi, hiểu rồi. Bắt đầu! Titi sẽ mở màn bằng tiết mục nhảy qua vòng nhé. Đã quá quen với công việc biểu diễn hàng ngày, chỉ cần thấy vòng là Titi nhảy tót qua ngay. Khỏi nói cũng biết Richie thích thú đến chừng nào rồi. Tiếp tục nào. Bò Bò sẽ giúp Titi lăn ống nha. Giờ mới thấy việc làm quen cho ăn lúc nãy thật có ích. Có mặt Richie kế bên nhưng Bo và Ti vẫn không hề e ngại nha. Cứ vô tư mà biểu diễn. Tiếp tục. Oh.
Bây giờ thầy giáo Tiến sẽ dạy cuốn học toán. 3 cộng 2 bằng mấy nào? Bây giờ là 3 cộng 2 mấy đi nào? Giỏi quá, Bi giỏi quá. Để xem mấy bé có giải được bài toán của chị không. Đúng rồi. Thắc mắc mãi vẫn không hiểu tại sao anh Tiến có thể làm được như vậy. Anh tiết lộ, bí mật của tiết mục này nằm ở trí nhớ của loài cuốn đấy các bạn. Anh ơi, cho một bài biểu diễn thì anh phải tập khoảng bao lâu anh? À, được một bài biểu diễn như này, chúng ta phải tập tối thiểu từ 8 tháng cho đến 12 tháng. Để chăm sóc chú cuốn này thì giống như là chăm sóc con chó bình thường hay sao? Ồ, không. Chăm sóc mấy chú cuốn này chúng ta phải rất sức là kỹ. Đó, vì các chú cuốn này có sức đề kháng rất là yếu, rất hay bị viêm phổi này, bị hệ thống tiêu hóa cũng rất là kém. Nên ăn uống phải kỹ. Trước khi tập luyện, người huấn luyện nào cũng phải cho cuốn sự gần gũi trước đã. Huấn luyện ở đây chính là tạo cho cuốn một sự phản xạ, tức là lặp đi lặp lại một hành động nhiều lần để tạo thói quen cho cuốn. Và nếu làm đúng, cuốn sẽ được thưởng thức ăn. Các chú cuốn ta rất là thích ăn xúc xích nè, ba tê nè, rồi là gan luộc, với lại mấy cái đồ ăn chế biến, đồ khô chế biến sẵn á. Mà trong khi tập á, các chú cuốn ngoan, nghe lời thì chúng ta sẽ thưởng ngay cho nó ăn ha, để cho nó nhớ. Còn nếu mà không nghe lời á thì chúng ta không cho nó ăn, và sẵn sàng là test cho nó một cái để cho nó nhớ. Mấy chú cún mà háu ăn như chú này á, nó dễ, nó nhanh hơn. Còn con nào mà không chịu ăn á thì tập lâu lắm. Nghề huấn luyện xiếc cún đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều lắm. Một tiết mục biểu diễn muốn thành công phải mất cả mấy tháng trời tập luyện chứ không ít. Các bạn biết không, huấn luyện xiếc cún phải thật sự nghiêm túc. Nếu không nghiêm túc thì chúng không nghe lời mình và mình sẽ bị thất bại. Nhưng bây giờ Richie có một trách nhiệm rất quan trọng, đó là cho cún ăn. Ngồi lên. Lăn. Ngồi lên. Số. Số. Có sữa không Tí Bảo? Sữa dùng với chi nha. Làm ơn sữa đi. Có vẻ chú cún này muốn chọc tức Richie thì phải. Xem ra Richie không trở thành người huấn luyện xiếc cún được rồi. Giỏi cho BB nha. Các bạn thế, làm huấn luyện xiếc cún rất là vất vả, phải không? Phải mất rất nhiều thời gian để làm quen và phải tập rất nhiều trò diễn. Thôi, Richie chỉ biết chải lông trò cún thôi. Huấn luyện xiếc cún cũng giống như một bộ môn nghệ thuật, không phải ai cũng làm được dễ dàng. Vì ngoài kỹ thuật, người huấn luyện còn cần phải có một niềm đam mê, một tình yêu mãnh liệt đối với những chú cún cực kỳ đáng yêu và cực kỳ trung thành này. Bạn đứng qua bất ngờ nha. Cái này là bức tranh mà ông Sơn vẽ. Đây là hình ảnh của